thoáng, nó thoáng. Đấy, ui, các loại củ quả này thơm thế. Ngon năm lạng có. Bát tiền cân hạt rẻ rang rồi em ơi. Hạt rẻ rang rồi 97.000 một cân ạ. À. Chín rồi hả? Dạ không ạ, em ăn thử đi ạ. Đây đây đây. Ui, bị rơi mất của em rồi. Không sao. Nó lạnh rồi, nó không còn nóng. Dạ vâng, thời tiết ở trên này nó lạnh ấy ạ. Rang xong một tí thôi là bắt đầu nó nguội hết rồi. Hả? Hạt rẻ 70.000 một cân rang rồi nha các bạn nhé. Thì trâu bao nhiêu tiền cân em? Trâu 70.000 một cân ạ. 700 ạ? Dạ vâng ạ. Một cái túi kia cháu 5 lạng là 350 cả một lọ sườn kéo. À. Có lạc sườn gì em? Có lạc sườn ngọt với lạc sườn mặn cái gì ạ? Có 2 lọ, 2 lạc sườn tay. À đây là lạc sườn này. Lạc sườn này có giống như của nhà Lộc không? Lạc sườn này có giống như của nhà em không? Này, lạp sườn này. Lạp sườn nhà mình khác đúng không? Lạp sườn gì đấy chứ, lạp sườn như vậy. Đây là lạp sườn này.